Hello Antonio, Antonio chào mọi người nào. Hôm nay là mẹ sẽ cho Antonio chơi Maxi Play, nghĩa là chơi dơ nè. Thì hôm nay là mình sẽ làm gì đây? Đây là mẹ có giấm nè, có giấm nha. Xong rồi mẹ có baking soda, cái này là gọi là bột bột nở trong làm bánh nè. Với lại là mấy cái bạn động vật nè, với thêm màu. Đây là màu thực phẩm nha, màu xanh, màu là xanh lá cây nè, xanh dương. Rồi ok. Bây giờ mẹ sẽ bỏ đồ trong khay này, mình cùng chơi nha. Bây giờ mẹ sẽ đổ giấm vào cái chai này. Một lát là con xịt ra chơi nha. Để mẹ đổ giấm vào cái đó. Từ đây mẹ đổ giấm vào đây. Mẹ một lát mẹ cho con xịt vô cái baking soda là nó có cái hạn phản ứng gì cho con nha. Mẹ sẽ làm cho con hai chai luôn nhá. Ôi, từ từ. Tốt nhất từ từ nào. Mẹ đổ giấm vào đó. Rồi cho mẹ mượn cái nắp đó đi. Rồi ok. Rồi được chưa nào? Bây giờ mẹ sẽ đổ cái mẹ sẽ cho cái baking soda vào cái chai này. Mượn ra ngoài kia. Qua đây mẹ cho. Bây giờ mẹ sẽ cho baking soda vào trong cái chai này. Rồi mẹ sẽ đổ một chút như thế này vào nè. Xong rồi mẹ sẽ bỏ màu vào. Cho mẹ mượn hai cái hũ màu thực phẩm đi. Từ từ để mẹ làm xong rồi mẹ cho con chơi. Rồi bây giờ em cho mẹ mượn cái màu xanh lá cây đi. Thôi rồi mẹ có màu blue nè. Từ từ bình tĩnh. Mẹ cho mỗi thứ một ít vào đây. Rồi một lát con xem sẽ có cái gì xảy ra nhé. Đó, mình sẽ cho một ít màu vào cái khay này. Rồi, ok. Rồi. Cho mẹ mượn cái hũ màu xanh lá cây nào. Come on. Cảm ơn con, giỏi. Từ từ. Bây giờ con sẽ giúp mẹ. Sau khi mẹ làm này xong, con sẽ bỏ các bạn động vật vào cái khay này. Từ từ. Oh man, mẹ cho nhiều quá rồi. Rồi ok. Rồi bây giờ mẹ nói nè. Con giúp mẹ bỏ các bạn động vật nào. Bỏ các bạn động vật vào. Các bạn động vật dạ sống ở trong rừng nha. Đây là mình có con hổ nè. Đó, bỏ con hổ vào. Hóa lắm. Hươu cao cổ nè, bữa mình đi Phú Quốc thấy hươu cao cổ nè nhá. Đó. Bỏ cây vào. Không ăn được. Nè. Bỏ các bạn động vật vào, móc. Rồi ok. Tiếp nè, móc. Được chưa? Cái này sẽ bỏ lên trên cái con á. Đó. Mỗi lần chơi với con là con như thế này đấy. Ok, cảm ơn con. Được chưa nào? Chúng mình sẵn sàng nha. Con đang nhìn nè. Bây giờ mẹ cho con một chai giấm nè. Hồi đó. Nè, chai giấm, bỏ chai giấm vô mau lên. Chai giấm nè. Nè, xịt chai giấm vô nè, coi nè có gì xảy ra. Wow. Có gì xảy ra vậy? Cái gì xảy ra vậy? Có gì trong này vậy? Cái gì nổi bọt lên vậy? Xịt vô, đúng rồi, xịt vô. Nè, xịt vô nè, coi mẹ nè. Wow, cái gì vậy? Cái gì mà sữa bọt lên thấy quá vậy? Nè, màu gì đây, màu xanh lá cây sữa bọt lên nè, thấy không? Đó, nè, màu gì đây? Wow, nè, xanh dương nè, thấy hay quá không? Đó. Con có chai giấm rồi đó, con xịt chai giấm ra nè, chỉ cho. Bọt có chai giấm ra. Mày chỉ cho nè, bọt ra. Wow, giỏi nha. Giỏi nha. Nè, kìa, con làm đi. Nè, mày chỉ cho, bọt ra. Bóp mạnh lên. Thấy gì không? Dám ăn tác dụng với lại cái bột nở nè, giải phóng ra khí CO2 đó, cho nên mình mới thấy các cái bọt nè, thấy không? Con làm đi. Nè, xịt ở trong cái khay này nè. Xịt trong cái này. Con thấy không? Đó, mẹ làm đó. Con gì? Mẹ cho mẹ chơi á. Đó, các bạn mua cái khay này là cho con, có thể làm rất là nhiều hoạt động với con nè. Đó, những cái hoạt động mà chơi dơ mình hay làm cho Antonio chơi. Đó, là làm xong mình chơi, mình hốt cái khay này mình đi, mình dục thôi. Mình rửa thôi, nó còn đỡ, phải dọn nhà dơ. Nè, con làm đi. Đó, thì các cái hoạt động mà Maxi Play này ở trong giáo dục của Úc á, nó gọi là để và là giúp trẻ khám phá thế giới xung quanh đó bằng các cái giác quan, cho nên là
sẽ giúp trẻ phát triển trí não rất là tốt. À, con cho mẹ một chai hả? Mẹ cảm ơn con nhé. Rồi bây giờ con xịt ra đi. Nó xịt cho mẹ vậy đó. Con bóp gì này mẹ chỉ chứ. Đây mẹ, mình sẽ cố gắng làm nhiều hơn các hoạt động về Messi Play mà mình đi dạy ở trường cho các bé đó, thì mình cũng về mình làm cho Antonio. Rồi nếu mà các bạn nào mà có em nhỏ mà trong độ tuổi mầm non, Antonio cũng có thể làm ở nhà cho con mình chơi những cái hoạt động đơn giản như thế này. Đó, rất là tốt cho sự phát triển của con. Đó, hay quá ha. Wow, hôm nay mình học được gì? Giấm ăn với lại baking soda tác dụng với nhau giải phóng sinh thai đó. Bây giờ mình thấy các cái bong bóng này là bay lên nè, thấy không? Đó, wow, wow, wow. Con xịt đi. Chơi xong mình lát mẹ tắm cho luôn nha. Hôm nay trời nóng quá. Con này con gì nè? Con này là con ngựa, ngựa vằn nè. Ngựa vằn sống ở đâu vậy? Ngựa vằn sống ở đâu? Trong rừng nè. Đó, hôm nay mình làm cái rừng này là có màu xanh lá cây với màu xanh xanh dương luôn. À, màu xanh lá cây với màu xanh dương này giống gì? Giống màu của biển á, rừng á đúng không? Không có bỏ miệng nha. Đó, con này là con gì? Con có cổ nè. Con làm đi. Con làm đi. Nè, con ăn cái gì vậy? Mẹ mới không thấy con là con có miệng liền. Con chó con quậy phá. Rồi rồi, tới chơi tới hôm nay là đủ rồi. Bữa khác mình chơi tiếp được chưa nào? Bây giờ mình đi tắm nha. Ok, đồng ý với mẹ không? Đi tắm nha. Rồi ok. Cảm ơn mọi người đã theo dõi các cái video của nhà Antonio nè. Xin hẹn gặp lại các bạn vào các cái lần tới. Xin chào, hẹn gặp lại. Chào tạm biệt mọi người đi con nha đó. Chào tạm biệt mọi người đi, bữa sau chơi tiếp. Đây, tạm biệt. Con nói tạm biệt. Nếu mà các bạn thích các cái video của nhà Antonio, xin hãy cho mình một like, đồng thời nhấn đăng ký kênh để có thể nhận được thông báo khi nhà mình có video mới nha. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn.